Thưa quý vị, EMI Đài VAE Live Media xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình thông tin về luật di trú ở tại Hoa Kỳ cùng với anh Trần Hoàng Sa trình bày với lại quý vị những thông tin về di trú trong ngày hôm nay và như là một tư vấn viên. EMI cảm ơn anh Trần Hoàng Sa trở lại chương trình. Cảm ơn EMI. Thân mến chào tất cả quý vị khán giả của Đài VAE hôm nay. Anh khỏe không ạ? Rất là khỏe. Trời hôm nay lại là nắng tốt nữa. Dạ. Cái đường đi đến đài rất là thấy là tươi sáng hẳn lên. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi thì hôm nay trở lại với câu chuyện về di trú ở tại Hoa Kỳ thì EMI cũng có nhận được những câu hỏi của quý vị ở ngoài sau cái chương trình đầu tiên tuần rồi. Thì anh cho biết để mà nói rõ hơn là về cái luật di trú mà để định cư ở Hoa Kỳ luôn đó, thì anh có thể nói rõ hơn và phân biệt thế nào là định cư, theo những dạng gì được gọi là định cư thưa anh? Thì cái luật di trú của nước Mỹ cho phép chúng ta được bảo lãnh từ nước ngoài. Trong trường hợp chúng ta hôm nay là chúng ta nói từ bảo lãnh từ Việt Nam đi. Tức là thân nhân của người Việt Nam. Nhưng mà có nhiều nước trên thế giới được làm chuyện đó. Thì bảo lãnh từ nước ngoài vào gọi là bảo lãnh định cư. Thì định cư trong nước Mỹ mình có thể là đi dưới dạng là định cư bảo lãnh gia đình, đó là thân nhân vào định cư trong nước Mỹ, hoặc là bảo lãnh lao động. Thì hôm nay tạm thời chúng ta không có nói cái phần là lao động, tập trung vào cái chuyện bảo lãnh thân nhân định cư nước Mỹ. Thì bảo lãnh thân nhân là như thế nào? Tức là những người chúng ta sống ở Mỹ, chúng ta còn thân nhân ở Việt Nam, thì chúng ta được phép xin tiếng Việt mình hay gọi là đoàn tụ gia đình. Yeah. Để cho thân nhân được đến sống với chúng ta ở Mỹ. Thì ai thì được gọi là thân nhân, và thân nhân thì như thế nào mới được bảo lãnh? Chứ không phải bây giờ tôi nói bây giờ có đứa cháu con bà dì của bên vợ cũ thì cái đó là không được. Cho nên là bác định nghĩa rất là rõ ràng. Thì thân nhân thì trước hết là vợ hoặc chồng, một người đã ở đây rồi và còn vợ hay là chồng đang ở một nước khác không nhất thiết phải là Việt Nam, thì vẫn có thể bảo lãnh cho cái người đó, cái người tạm gọi là cái người hôn phối đi, để dùng một chữ thôi, người phối ngẫu, người hôn phối. Thì đó là cái dạng ưu tiên nhất. Kế đó là con cái. Con cái chúng ta cũng có thể bảo lãnh được. Trước khi phân loại hơn nữa thì tạm thời cứ nói chung là con cái. Thì như thế nào gọi là con cái? Người Việt chúng ta hay phân biệt là nào là con nuôi, con riêng của vợ, con riêng của chồng. Đối với Mỹ, con của vợ hay là con của chồng mà hai người đã lập gia đình, đã thành hôn với nhau, có giấy hôn thú hẳn hoi, thì con của ai cũng là con, cũng là con chung. Con nuôi cũng vậy. Con nuôi tuy là không có cùng dòng máu, nhưng mà mình đã nhận cái đứa đó thì bây giờ không, tạm thời không có nói về cái thủ tục được quyền nuôi con. Con nào thì được gọi là con nuôi, cái đó là một cái thủ tục hoàn toàn khác. Nhưng mà một khi mà đã được công nhận đó là con nuôi của mình, thì đối với cái luật di trú nha, mình không nói chuyện khác, đối với luật di trú thì đó là cũng được coi như con ruột. Thì những cái thủ tục nào mà áp dụng cho con ruột thì con nuôi cũng được như vậy. Đó là cái ưu tiên thứ nhì. Dạ. Thì không biết tới đó thì Emmy có câu hỏi gì không? Dạ, như vậy là như anh vừa nói là con riêng của cái người phối ngẫu mới cũng được coi chung là một hồ sơ, nhưng mà có dưới 21 tuổi như xưa đến nay phải không ạ? Tạm thời á, là thực ra đó là bây giờ mình chỉ nói ai thì được gọi là người phối ngẫu, mình nói rồi, vợ hoặc chồng phải có hôn thú. Dạ. Thì không cần biết đó là cái lần thành hôn thứ mấy, mình đã từng có gia đình, mình đã ly dị giấy tờ hẳn hoi, và mình lập gia đình với một người khác với một cái tờ giấy hôn thú, thì lúc đó là mình được quyền bảo lãnh cái người đó. Dạ. Là người phối ngẫu của mình thì, hoặc là chồng của mình, vợ của mình. Thì đối với vợ chồng thì nó rõ ràng rồi, nhưng mà đối với con thì đã gọi là con thì bất cứ tuổi nào, có thể dưới 21, có thể trên 21, có thể có lập gia đình rồi, nhưng mà cái phân loại trong thủ tục nó có khác nhau.
Nhưng mà đây mình chỉ mới đang nói tới vấn đề quyền. Cái quyền mình được bảo lãnh con mình. Dạ. Miễn là thì phải có cái bằng chứng đó là con mình. Cũng như lúc nãy nói khi mà mình nói đó là người phối ngẫu của mình, thì mình phải có bằng chứng đó là vợ mình hay chồng mình, thì đó là cái giấy hôn thú. Dạ. Còn con thì cái gì? Theo em nghĩ cái gì để chứng minh cái người đó là con của mình? Thì là giấy khai sinh. Giấy khai sinh cần thiết thì ADN, đúng, đúng đó. Rồi. Dạ. Khai, giấy khai sinh thì giấy khai sinh là cái chuyện rõ ràng nhất. Dạ. Một vợ có chồng, đứa con đó, thì trên cái giấy khai sinh phải có tên cha tên mẹ, thì ít nhất là một trong hai tên là cái người đó, tức là người chồng hoặc người vợ. Ừ. Là cái người mẹ hay là người cha của đứa con đó, thì đứa con đó được coi như con. Nhưng bây giờ mình vừa mới nói là con nuôi cũng được gọi là con, thì đương nhiên con nuôi đâu phải của mình đâu, làm gì có giấy khai sinh. Thì dạ. Mình phải có cái giấy của tòa chứng nhận rằng mình đã được phép nuôi cái đứa nhỏ này. Dạ. Là con, thì tức là dạ. Dạ vâng, đúng rồi. Thì bây giờ cứ coi như là trước mắt thì tất cả mọi người đều hiểu rằng là đã nói là con và đã gửi hồ sơ để mà xin bảo lãnh diện con. Ừ. Cho dù là con như thế nào nhưng mà có giấy tờ chứng nhận thì con thì phải có giấy tờ. Bây giờ mình bàn ra một cái chuyện xa hơn nữa, đó là bây giờ cái chuyện bảo lãnh cái người thế hệ thứ hai gọi là con thì vẫn còn nằm trong cái case của từ xưa đến giờ là dưới 21 tuổi mới được, phải không ạ? Đúng rồi. Thì không, tức là khi mà mình đã là con là mình được cái quyền, mình chấm dứt, mình ngừng ở chữ quyền, chưa nói gì hết. Dạ. Nhưng mà cái quyền đó là nó dễ hay nó khó, nó lâu hay nó mau, người ta hay hỏi. Bây giờ chồng bảo lãnh vợ chẳng hạn, hay là cha bảo lãnh con, thì bao nhiêu năm đứa con được qua, nó khác nhau ở chỗ đó. Dạ. Nếu mà đứa con đứa dưới 21 tuổi và độc thân, tại vì cũng có những cái đứa con mình mà nó 18 tuổi nó đã lấy vợ lấy chồng rồi. Dạ. Đúng không? Thì khác, hai cái đó thủ tục nó giống nhau nhưng mà thời gian nó khác. Uh-huh. Thì đã là con mình là mình bảo lãnh được, nhưng mà dưới 18 là cái thời gian rất là ngắn, mình không dám nói là một năm hay là 10 tháng, là bởi vì cái chuyện thời gian nó thay đổi theo thời kỳ. Đúng không? Yeah. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà đứa con của mình được quyền bảo lãnh nhưng mà nó đã trên 21 tuổi thì nó qua một cái thủ tục khác, lát nữa mình sẽ nói tới cái thành phần đó, tức là vẫn là con nhưng mà vì 21 tuổi thì nó lại đi xa, nó có thể là nó 6 năm, 7 năm. Rồi bây giờ nó trên 21 tuổi hay là dưới 21 tuổi nhưng mà nó đã có gia đình, 18 tuổi đã có quyền có gia đình rồi. Dạ. Thì bây giờ mình đỡ lãnh một đứa con 18 tuổi đi, nhưng mà cậu này đã có vợ hay là cô này đã có chồng, thì cái mình có biết không, tức là đâu phải mình bảo lãnh con mình không, mình bảo lãnh con mình thì đương nhiên cái người vợ của con mình, tức là con dâu hoặc là người chồng của con mình là con rể cũng được nằm luôn trong cái hồ sơ. Dạ. Đó coi như là ăn theo đó. Ăn dạ. Theo dạ. Thì ăn theo không phải là vợ hay chồng, tức là con dâu hay con rể không, mà con của con mình, tức là cháu nội. Dạ. Hoặc là cháu ngoại cũng được ăn theo luôn. Dạ, như vậy thì cái trường hợp ăn theo đó nó có bị kéo dài cái thời gian xét duyệt hồ sơ không? Ví dụ như một trường hợp nào đó tháng sau là được xét duyệt phỏng vấn, bây giờ đụng cái trước đó 3 tháng cái có lập gia đình thì có bị giãn cái thời gian đó, có lẽ là có phải nộp hồ sơ. Đúng. Dạ. Tức là bây giờ mình đang bảo lãnh một cậu con trai. Cậu con trai đó thì cho là dưới 21 tuổi đi, tức là lọt vào cái mình cứ tạm thời gọi theo, nói theo cái kiểu tiếng Việt Nam là ưu tiên 1 đó. Dạ. Tức là bảo lãnh, họ xét xong hồ sơ là cho đi, không có thắc mắc gì hết. Không? Thì cái loại ưu tiên 1 đó là nhanh lắm. Bây giờ thí dụ mình đưa cái thời gian trong cái quá trình những năm gần đây là như vậy. Bây giờ càng ngày càng nhiều người, rồi càng đủ thứ lý do hết. Nhân viên sở di trú không giải quyết kịp, hoặc là nhiều hồ sơ quá, hay là vừa rồi như với, phải vừa rồi, nhưng mà hiện nay với cái vấn đề dịch Covid-19 này nó làm hạn chế. Cái đó mình có nói trong cái kỳ trước một phần. Yeah. Thì nó làm thời gian nó dài hơn. Nhưng mà tạm thời, như mình cho trọng sẽ nói là trong vòng 1 năm đi, mình dùng con số đó cho dễ nói chuyện. Đùng một cái cậu về thưa với gửi thư viết qua nói thưa ba hoặc là thưa má, con thương cái cô đó, bây giờ con không chờ đi đâu, con cứ lập gia đình cái đã, cho phép con lập gia đình. Thì từ cái vậy lập gia đình đó cũng là con mình, nhưng mà đâm ra nó không còn là 1 năm nữa mà nó tăng lên cái số năm, bởi vì mình nó thuộc một cái diện khác. Hoặc là cái cặp đó thì đã ở cái diện khác rồi, đã có con rồi, nhưng mà bây giờ sinh con, ví dụ vậy, có con lập gia đình thì cứ nghĩ tới chuyện có con, thì như vậy nó cũng có một số cái hậu quả của chuyện đó. Hậu quả đôi lúc nghĩa là cũng tốt, ví dụ như vậy thì đứa con đó cũng được ăn theo luôn, cái đứa con đó dù nó mới 1 tháng hay là 1-2 tuổi rồi nó cũng được ăn theo. Dạ dạ.
Nhưng coi như là cái chuyện mà thời gian bị dài hạn hơn nữa là hiển nhiên, tại vì chính phủ cũng phải điều tra cái người thành viên mới trong cái gia đình của hồ sơ này, phải không ạ? Tất nhiên mỗi lần mà mình cứ nói, bất cứ mình nói ai trong cái hồ sơ của mình là thân nhân của mình, con rể, con dâu, cháu nội, cháu ngoại, mình nói sao cũng được hết, miễn là mình có bằng chứng. Thì bằng chứng đó là khai sinh. Dạ. Rồi bây giờ một câu hỏi tiếp theo của quý vị khán giả, đó là anh cho hỏi một người qua đây với giấy đi theo diện của chồng bảo lãnh, và cái người này đang giữ thẻ xanh, đã giữ thẻ xanh 2 năm và trên con đường là xin thẻ xanh 10 năm. Nhưng mà tại sao người ta lại không có cho thẻ xanh 10 năm như những cái trường hợp vừa mới xảy ra từ trước giờ, và bây giờ có lẽ như là họ lại chỉ cho extend 1 năm, 2 năm nữa? Sau cái 2 năm thì lẽ ra như mọi trường hợp khác trước đây là sau 2 năm nếu mà được approve thì sẽ được lên 10 năm. Nhưng mà có cái case này là họ lại nhận được cái thông báo là tiếp tục 2 năm nữa hoặc 1 năm, 2 năm nữa. Thì không biết là thế nào thưa anh? Bây giờ trước hết là nó như thế này. Mình mới nói tới hai cái loại thành viên trong gia đình là vợ chồng hoặc là con cái, thì nó còn hai loại thành viên nữa là mình sẽ nói tiếp sau, tức là cha mẹ và anh chị em. Thì chỉ riêng trong vợ chồng với con cái nó đã khác như thế này. Con cái thì mãi mãi là con cái, thì là thật. Không, bây giờ mình nói là đó là con mình mà kịp, tất nhiên là họ có những cái điều tra khai sinh, nhưng mà nếu mà có nghi ngờ thì ADN này kia, nhưng mà đó là con cái. Nhưng mà đã một khi mà sở di trú, tức là cái cơ quan của chính quyền Mỹ mà phụ trách được cái vấn đề xét hồ sơ bảo lãnh nhập cư định cư đó, thì họ đã nhìn nhận, họ chấp nhận cái sự bảo lãnh đó, cái đứa con đó được vào Mỹ định cư, thì họ cấp liền một cái thẻ xanh 10 năm. Thì thành phần cái đó có lẽ là không có nằm trong cái trường hợp của câu hỏi của Amy. Bây giờ vợ chồng thì cũng nói cái lý do tại sao mà thẻ xanh 2 năm, bởi vì vợ chồng có thể hôm nay có hôn thú là vợ chồng, nhưng mà không biết sống với nhau có được lâu hay không. Thì bây giờ mình chưa nói cái chuyện mà phòng cái trường hợp giả gì kia, nhưng mà lỡ cái chuyện vợ chồng đó nó không phải là lâu, không, nó không thể lâu, thì cho nên là họ cần thử, họ không cho giống như mấy đứa con là được liền một cái thẻ xanh 10 năm, mà họ phải cho 2 năm thôi, để coi sau 2 năm hai người này có thực sự còn là vợ chồng hay không. Thì nếu là còn là vợ chồng thì lúc đó sẽ qua một cái thủ tục mới để mà cấp cho họ cái thẻ xanh 10 năm. Nhưng mà thời gian gần đây chuyện gì xảy ra? Hồi xưa tức là cũng mới cách đây chừng 4-5 năm thôi, thì chồng nó sẽ làm hồ sơ cho một số khách hàng đó. Đôi lúc sau cái thời gian 2 năm thì mình làm cái thủ tục để xin đổi cái thẻ từ 2 năm đó qua cái thẻ 10 năm, thì họ gửi ngay cái thẻ 10 năm về. Ok, dù anh chị đã qua được cái giai đoạn 2 năm rồi, thử thách rồi, thấy rõ ràng là hai người này đúng là vợ chồng sống với nhau 2 năm nay và tiếp tục sống với nhau nữa, thì họ cấp liền cái thẻ xanh 10 năm, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà sau đó, nhất là từ thời ông Donald Trump trở thành tổng thống đó, thì hầu như là đều phải phỏng vấn để kiểm tra lại thử đúng là có còn vợ chồng hay không, thì có cái thời gian phỏng vấn. Thì phải nói rằng khi mà chính quyền Mỹ cái cơ quan di trú đó nó cần phải làm thêm một cái chuyện gì đó thì nó phải mất thời gian, nó phải mất nhân viên, nó phải có điều tra. Thì thời gian đó nó người ta không cấp được liền cái thẻ 10 năm, hay là người ta không mời lên gọi được liền phỏng vấn, thì không biết là bao nhiêu lâu. Bây giờ đôi lúc nó cũng có thể nó kéo dài ở quá cả năm trời, thì lúc đó thì cái người kia nó rơi vào, tại vì cái thẻ xanh hết hạn rồi, thì nó có 2 năm mà nó đơn để họ xin được 10 năm thì mà không được phỏng vấn thì làm sao họ biến qua 10 năm được. Thì bởi vậy sở di trú mới gia hạn thêm, thì cái đó chỉ gia hạn 1 năm thôi. Gia hạn 1 năm thêm để mà chờ. Là 1 năm thôi chứ không phải là 1 năm chờ, thôi. Chứ chờ cái gia hạn thì nữa. Chỉ từng năm thôi. Thì với cái hy vọng, họ hy vọng là trong cái năm đó sẽ được gọi đến phỏng vấn và sẽ được có thể sang 10 năm. Nhưng mà nếu như mà người ta tới lúc đó theo cái tiến trình của người ta để xét hồ sơ, mình không biết được, nhưng mà người ta biết với cái lượng hồ sơ này không thể nào trong 1 năm mà tôi xong nổi cái đám hồ sơ này, thì gần tới ngày đó họ lại cấp cho mình một cái gia hạn tiếp thêm 1 năm nữa.
Tại vì khi 1 năm, 2 năm hiếm lắm, dạ, nhưng mà có. Thì đúng rồi, thì coi như là đây có phải là một cái luật mới không mà, tức là sau 2 năm lại tiếp tục gia hạn cho 1 năm, 2 năm thời gian ngắn nữa, chứ không có còn là từ 2 năm nhảy lên 10 năm như trước kia. Đây có phải là cái quy định mới không ạ? Không phải là một quy định mới. Cái này á, cái gì mà lần trước Sao Trần Sa đã có dịp nói đó, trong một cái chuyện khác, nhưng mà nó cũng là như vậy. Cái luật di trú đã được định ra ở một cái thời điểm nào đó, mỗi một cái điều mà lớn đó, quan trọng đó, là đều được Quốc hội Mỹ đã biểu quyết từ lâu rồi. Yeah. Thì bây giờ áp dụng thôi. Nhưng mà vì cái tình hình thì người ta phải linh động chút. Yeah. Hồi xưa thì cái cơ quan di trú nó được quyền, nó nghĩa là cái người muốn đi từ 2 năm qua 10 năm, như chẳng người ta nói lúc nãy đó, là phải làm một số thủ tục, tức là nộp một cái mẫu đơn nào đó với đưa một số bằng chứng nào đó, yeah, đúng không? Nhưng bây giờ tùy cái tình hình đó, sở di trú có thể nói thôi được rồi, họ làm đủ hồ sơ rồi, không còn vấn, được, tôi sẽ gửi cho ông này hay bà này cái thẻ xã hội này. Yeah. Rồi cũng có trường hợp khác như là vừa nói đó, tức là bây giờ họ không gửi được bởi vì bận quá đi, không mời đi phỏng vấn được, hoặc là không giải quyết xong, thì họ biết là sẽ bị trễ, mà trễ thì cái người kia lâm vào cái tình trạng bất hợp pháp, bởi vì cái thẻ xanh đã hết hạn rồi, cho nên họ mới gia hạn thêm một năm, chứ không phải là vì luật, bởi vì họ linh động theo cái công việc của cái thời điểm đó, không phải là một, đó là một quyết định, nhưng mà của sở, chứ không phải của cao hơn, của cái sở di trú thôi, để mà cho mình, nghĩa là cho những cái người được bảo lãnh đó, họ không bị rơi vào một cái tình trạng bất hợp pháp. Dạ, dạ. Vâng, hy vọng rằng là đây không phải là cái quy định mới mà chỉ là tạm thời, và rất mong quý vị nào mà đang carry cái nằm trong cái case này thì đừng có lo, đâu nó cũng đến đó mà. Vâng, không có gì lo, tất cả đó vấn đề là ở cái khối lượng công việc, và đôi lúc không phải khối lượng công việc mà bởi vì cái hồ sơ của mình đó, của cái người đó đó, nó có một cái gì đó nó làm người ta phải điều tra nhiều hơn, hay là điều tra lâu hơn, hay là bản thân nhân viên di trú nó không đủ người, hay là không đủ thời gian, thành cho nên là bây giờ bởi vì á, cái đó là giúp mình để cho mình khỏi lâm vào cái tình trạng bất hợp pháp thì họ cứ gia hạn thêm, chứ không phải là tại vì mình bị nghĩa là có một cái luật gì mới, không có. Dạ, mới. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh Trần Hoàng Sa. Thì để nói, tức là nếu mà ý mình không có câu hỏi về chuyện này nữa đó, thì có thể nói rằng là chỉ mở ra rồi đóng cửa sổ lại cho cái lần sau đó, là chúng ta còn gia đình thân nhân, chúng ta còn có cha mẹ và anh chị em, nhưng mà dạ, cha mẹ với anh chị em thì có một cái điều kiện nhiều hơn nữa, để làm dạ, sao chúng ta sẽ dạ, điều đó. Dạ vâng, câu chuyện còn dài tập, qua thông tin di trú anh tư vấn gia Trần Hoàng Sa sẽ tiếp tục chia sẻ với lại quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi, mời quý vị gọi trực tiếp cho anh Trần Hoàng Sa, số điện thoại là 713-340-6219. Dạ, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với anh Trần Hoàng Sa để có thể có thêm một chút information về di trú ở tại Hoa Kỳ và các cái trường hợp khác, phải không, như là du học, du lịch. Thì nếu như mà đọc như vậy thì quý vị không có thời gian, không có bút giấy sẵn trong tay mà quên đó, thì cứ gọi thẳng với cô My hoặc là cho đài, và ở đây sẽ cung cấp cho quý vị cái dạ, số điện thoại. Dạ, dạ vâng, hoặc là quý vị cũng có thể nhắn tin cho đài với số điện thoại 214-864-2131, hoặc là email vaelive@gmail.com, và đài sẽ chuyển câu hỏi đến anh Trần Hoàng Sa. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Trần Hoàng Sa. Cảm ơn Ý My. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả, và mong sẽ được gặp lại quý vị trong một lần sau. Dạ, Ý My xin kính chào.